Giờ nó có bà con ở chín nha, cua ta ở chín nè, mới chát thùng luôn nè, chín mã lực 2.400 đồng trên phút. Vách CC là 552 cm khối. Đẹp bà con ơi, mới chát trong thùng luôn, được bảo hành 1 năm luôn nha. Ở 90, ở 9. Rất đẹp bà con ơi. Bảo hành cho con 5 luôn nha. Rất đẹp và tiện. Đặc biệt cái đời này chảy oxy tôm cá là ok luôn bà con. Nếu bà con nào chảy oxy tôm hay cá là súp lăng súp sạc á, là xài cái bét lớn này là xài rất là ok, bà con chạy thiên thu luôn, chạy mấy ngày liên tục không tắt cái bình thường. Đặc biệt là chạy bét này thì nó không có ra khói như nhiều, không có ra khói. Đặc biệt bét bự này nhìn cho chạy oxy tôm là ok luôn, rất đẹp, mới chát thùng luôn. Ở chín cô bô ta ở chín nè, mới chát thùng nữa. Đặc biệt cái đời này có đèn lựa luôn nè, không tắt đèn luôn, dành để sạc điện thoại bà con đi ngoài đường ngoài ruộng thì có đồ sạc điện thoại luôn nè, ghim đây sạc điện thoại cho bà con luôn, có điện câu ra luôn, rất tiện. Rất tiện nha bà con. Rất đẹp. Mẫu rất là ok. Guta ở chính. Có hình 5 nha bà con, mẫu rất đẹp. Ở 90. 9 ngựa, 9 HP nha bà con. Bảo hành bà con 1 năm luôn nha. Đẹp. Ở chín. Không biết phải sắc sảo. Đang kéo đi mua 3,1 kg mà vô địch không quý luôn. Tôi chạm 1.500 nè. Đối với bà con nào mà xài cái buli mà bên máy tôi chậm và cái motor đi motor chậm đó là bên máy đi máy phải nhỏ hơn bà con. Mô này một tắc thì bên máy là 80 thôi để nó điều tua lại để chạy nó đủ lực. Nếu mà tôi chậm thì buli bên cái demo này á là phải ta tắc, còn buli bên máy á, động cơ phải 80 thôi. Đây cái demo này có 1.500 à, động cơ nó hàng mấy lần bà con tự cân bằng đó, giảm lại bớt cho chạy nó ngon. Đủ dòng đủ đủ lượng điện là chạy ngon à, đủ đủ tốc độ là chạy ngon. Rất tiện và đẹp. Con là có nhu cầu alo nha, 088 635 7707.